Đây, đây là các nó sẽ có 8 function bạn cái em cần tương ứng với 4 5 function gì đấy. Đây sẽ là tra từ đây từ này mình đã tra trước, mình đánh dấu nó là cần nhớ. Thì là sao lỗi đây nó vẫn sẽ đánh dấu là cần nhớ. Và đây cần ghi chú là đây ghi chú đây. Mình sẽ xóa từ mình không cần thiết thì xóa đi.